Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 58. Mày nói gì? Đám nam thanh nữ tú của thánh vực sửng sốt. Miệng to thật đấy, tao muốn xem thử mày giết bọn tao kiểu gì. Chỉ là con kiến thôi mà, mày tưởng mày là... Một nam một nữ cười khẩy. Diệp Bắc Minh siết chặt tay, vung kiếm chém vào hai người kia. Gầm gừ. Một con huyết long lao tới chỗ hai người họ, đến cả cơ hội phản ứng bọn họ còn không có, nháy mắt đã tiêu đời. Mẹ ơi! Đám còn lại thảng thốt, kinh hãi lùi về sau vài bước, mày là ai? Chỉ có Hàn Tông trầm xuống nói, Diệp Bắc Minh, mày là Diệp Bắc Minh hả? Diệp Bắc Minh lười trả lời, anh chỉ bước ra. Thi triển ảnh thuấn. Nháy mắt anh đã xuất hiện ngay trước mặt Hàn Tông, tung cước nhắm thẳng vào đan điền của gã. Động tác của anh rất lưu loát. Răng rắc, một miếng ngọc bội trên người Hàn Tông vỡ nát. Gã phun máu tươi, bay ra ngoài như diều đứt dây. Chết tiệt! Con người Hàn Tông co rút lại, sắc mặt trắng bệch ngay tức khắc. Lực lượng thật đáng sợ. Gã lấy ra một thế thân phù từ trong ngực. Nếu không nhờ nó thì gã đã bị Diệp Bắc Minh đá một cú vỡ đan điền rồi. Khi ấy gã sẽ trở thành kẻ tàn phế. Mày, Hàn Khâu đâu rồi? Hàn Tông nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh thờ ơ đáp, ý mày là lão vô dụng kia à? Lão ta bị tao giết rồi. Mày nói gì? Hàn Tông hoảng sợ hít thật sâu, không thể nào, thực lực của Hàn Khâu ở cảnh giới giới vương, mày không thể nào giết Hàn Khâu được. Diệp Bắc Minh cười khẩy. Anh lao tới như thần chết. Hàn Tông hoảng hốt điên cuồng la hét, ngăn cậu ta lại, ngăn cậu ta lại cho tôi. Gã biết mình chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Lão già mặt vuông kia di chuyển, thoáng chốc đã đứng che ngay trước người Hàn Tông, oát con, dám đánh người ngay trước mặt lão phu à. Thật chán sống. Lão già đó nhìn Diệp Bắc Minh như nhìn người chết, rồi tung chưởng về phía anh. Ngay khi Diệp Bắc Minh sắp bị một chưởng đó đánh chết. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục vung lên đỡ đòn. Phụt. Cánh tay lão già mặt vuông kia nổ tung. Mày. Lão già mặt vuông kêu la đau đớn, đồng tử co rút, làm thế nào mà. Lão già kia còn chưa dứt câu, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục đã chém ngang qua. Cơ thể lão già mặt vuông chỉ chém tan tành chỉ còn lại chút máu thịt. Ôi. Đám nam thanh nữ tú cười cợt Diệp Bắc Minh lập tức im bặt. Bọn họ vô cùng kinh hãi. Hàn Tông ôm ngực, sắc mặt gã vô cùng tăm tối. Người gã run nhẹ, chợt nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ. Có lẽ Hàn Khâu đã chết dưới tay tên kia thật. Cùng lúc đó, đám đông đế tộc ồn ào. Trời ơi, cảnh giới thần đế giết cảnh giới giới vương ư. Diệp Bắc Minh quá nghịch thiên rồi. Tên nhóc đó là yêu nghiệt phương nào thế? Chỉ có đám lão tổ đế tộc. Đế Giang và Đế Khuyết trầm tư. Bọn họ đã từng thấy Diệp Bắc Minh giết giới vương. Nhưng khi ấy anh không hề ra tay thoải mái như hôm nay. Thực lực của cậu ta lại tăng lên rồi. Xoạt, xoạt, xoạt. Ánh mắt mười mấy lão già của thánh vực đều tập trung hết lên người Diệp Bắc Minh, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự sợ hãi. Cảnh giới thần đế giết cảnh giới giới vương ư. Cho dù ở thánh vực điều đó cũng khiến người hãi hùng rồi. Huống hồ chỉ là một người trẻ tuổi ở thế giới cao võ. Một lão già áo đen trong đó âm u nói, nhóc con, chắc là mày đã dùng bí thuật gì rồi nhỉ? Lão phu mặc kệ mày đã dùng thủ đoạn gì, dựa vào thiên phú đáng sợ của mày thì hôm nay mày phải chết là cái chắc. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nói, tôi nói rồi, ngoại trừ Hàn Tông. Tất cả đều phải chết. Gầm gừ. Một tiếng rồng ngâm vang lên. Bảy con rồng lao ra khỏi cơ thể Diệp Bắc Minh, luồng khí tức khủng khiếp càn quét cả cấm địa của đế tộc. Bảy con rồng. Ôi mẹ ơi, làm cách nào chứ, cậu ta mới tới cảnh giới thần đế mà. Tại sao lại thế được? Rốt cuộc tên này là ai thế, sao lại còn yêu nghiệt còn đáng sợ hơn thánh vực chúng ta thế? Mười mấy lão già. Hàn Tông và ba mươi mấy nam nữ thanh niên thấy cảnh đó đều không nhịn được trừng to mắt. Bọn họ đều khiếp hãi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục,
giết sạch cho tôi. Diệp Bắc Minh vào trạng thái cuồng bạo, bảy con rồng gào thét. Khí thế trong người anh tăng vùn vụt. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh lao vào đám đông như thần chết. Không ổn, mau chạy thôi. Lão già áo đen kêu to. Diệp Bắc Minh nhắm thẳng mục tiêu, một kiếm lướt qua. Người nọ nổ tung. Một. Anh hai, không. Một lão già mặt rỗ tức giận gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn. Lão già nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, thằng khốn, mày. Lão còn chưa nói dứt lời, Diệp Bắc Minh đã nhìn chằm chằm vào lão. Ảnh thuấn. Anh xuất hiện trước mắt người đó chỉ trong chớp mắt, kiếm càn khôn chấn ngục chém xuống. Lão già mặt rỗ rét lạnh, luống cuống tay chân đánh ra, nhưng căn bản không đỡ được một kích của kiếm càn khôn chấn ngục. Phụt. Cùng lúc huyết phụ nổ tung, một con số lạnh như băng vang lên, hai. Hít. Tiếng hít khí lạnh vang lên. Rốt cuộc người này là quái vật gì chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cảnh giới thần đế giết chết cảnh giới giới vương trong chớp mắt, còn bắt đầu đếm số nữa. Ba. Tiếng nói như tử thần vang lên. Mười mấy ông già còn lại không hẹn mà cùng lùi về phía sau. A. Một tiếng hét thảm, cơ thể một ông già nổ tung. Giết. Ông già còn lại kịp phản ứng lại, điên cuồng xông tới. Diệp Bắc Minh biến mất như quỷ mị, mọi người lại nghe bên tai vang lên con số 4. Tiếng nói vừa dứt. Phụt. Lại một người cảnh giới giới vương đã chết. 5. 6. 7. Lúc này, mỗi một con số Diệp Bắc Minh nói ra lại có một người chết. Như tiếng gọi của tử thần. Đám người Hàn Tông sợ hãi muốn ngừng thở, đây con mẹ nó là giới vương đó. Chấm chấm chấm. 13. 14. Con số cuối cùng vang lên, tất cả 14 người cảnh giới giới vương đều chết hết. Đây. Những người đế tộc thở gấp, ai cũng há miệng thở hổn hển. Mắt họ đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh không chớp mắt. Ông già đế tộc cứng nhắc tại chỗ, giống như một pho tượng. Đế Khởi La nhìn thấy mà ngây người, cô ta chưa từng nghĩ Diệp Bắc Minh lại mạnh như thế. Trái tim cuồng loạn đập không ngừng, mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng không di chuyển. Diệp Bắc Minh đi về phía 30 mấy thanh niên nam nữ thanh vực, khiến bọn họ sợ hãi không ngừng lùi về phía sau. Một thanh niên mặt trắng bệch, cậu Diệp, cậu đừng làm sằng bậy, tôi có thể cho cậu chỗ tốt khó có thể tưởng tượng được. Một thiếu nữ vóc dáng cân đối, trông thanh tú run rẩy nói, anh Diệp, chỉ cần anh bỏ qua cho tôi, sau này tôi chính là người của anh. Anh Diệp, tôi có thể mang anh tới thánh vực, đừng giết tôi. Diệp Bắc Minh, mày có biết bố mày là ai không? Mày dám động vào một sợi lông của bố mày sẽ giết cả họ nhà mày. Có người xin tha, cũng có người uy hiếp. Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ, ổn quá. Một kiếm chém ra. A. À, đừng mà. Phụt, 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 chấm. Đầu 30 mấy người bay lên thật cao. Tiếng nói ngừng lại. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, trong một tòa cung điện bằng đá bên trong thánh vực. Một nhóm nam nữ trung niên không giận tự uy ngồi trên ghế thái sư, vây quanh một trận truyền tống. Phía trước bọn họ, ngoài truyền tống trận ra còn có một bàn thờ lớn. Bên trên bày hơn 50 miếng hồn ngọc. Đột nhiên. Tách, 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 tách. Một chuỗi âm thanh vang lên. Hơn 50 miếng hồn ngọc nổ tung gần như cùng lúc, hóa thành mảnh vụn. Tất cả chết hết rồi. Sao có thể chứ? Tất cả mọi người gần như cùng nhau đứng dậy, khiếp sợ nhìn vào mấy mảnh vụn hồn ngọc ở trên bàn thờ. Không đúng, vẫn còn một miếng. Bộp. Ánh mắt mọi người tập trung lại, cùng nhìn vào một mảnh hồn ngọc. Hàn Tông, chỉ có Hàn Tông còn sống. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? 30 mấy cái đầu người rơi xuống đất. Chết không nhắm mắt. A, à, đừng mà. Hàn Tông sợ hãi xón ra quần. Quỳ xuống đất, anh Diệp, cầu xin anh đừng giết tôi. Diệp Bắc Minh đá một phát làm vỡ đan điền của Hàn Tông.
Gã bò tới như chó, điên cuồng dập đầu. Bộp bộp bộp. Máu tươi đầm điên, gã vẫn điên cuồng dập đầu, anh Diệp, tha mạng. Tôi thật sự không muốn chết. Thật khác với cái người hung hăng càn quấy lúc ban đầu. Diệp Bắc Minh túm lấy Hàn Tông, chuyện sống chết của mày, do đại sư tỷ của tao quyết định. Chấm chấm chấm. Đại sư tỷ, em về rồi. Một giọng nói vang lên. Cửa phòng bị đẩy ra, Hàn Tông bị ném vào. Hai mắt Lạc Vô Tà đỏ bừng, đầy tia máu, chính mày đã giết cha mẹ tao, tao muốn giết mày. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao. Hắn xông lên giống như dã thú, chém về phía cổ của Hàn Tông. Hàn Tông sợ hãi tê liệt trên đất. Diệp Bắc Minh phun ra một câu, nếu cậu giết gã, chỉ cậu sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Lạc Vô Tà run lên, trường đao dừng lại cách cổ Hàn Tông một tấc. Anh rể, em nghe anh. Lạc Vô Tà thu lại trường đao. Cái gì, anh rể á? Mặt Diệp Bắc Minh đầy mờ mịt. Lạc Vô Tà nghiêm túc gật đầu, lúc Lâm Trung mẹ đã từng nói. Nếu chị em thích anh thì có thể gả cho anh. Em biết, nhất định chị em rất thích anh. Thế nên, từ giờ anh chính là anh rể của em. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đại sư tỷ bị tâm ma quấn thân. Bây giờ còn chưa tỉnh lại. Anh đâu có tâm trạng mà nghĩ đến chuyện đó chứ. Anh đi đến chỗ đại sư tỷ, ngồi ở mép giường, đại sư tỷ, em mang Hàn Tông về rồi. Cơ thể Lạc Khuynh Thành run lên, cô ấy lập tức mở mắt ra. Mắt đỏ au. Cô ấy chậm rãi ngồi dậy, ma khí trên người cuồn cuộn. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Hàn Tông. Bát sư tỷ, Vô Tà, chúng ta ra ngoài thôi. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. Em nghe anh rể. Lạc Vô Tà đi ra khỏi phòng. Lục Tuyết Kỳ cũng đi ra theo, khép cửa phòng lại. Giây tiếp theo. Không, a, tha mạng. Trong phòng truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Hàn Tông. Một lát sau. Diệp Bắc Minh, Lục Tuyết Kỳ và Lạc Vô Tà đi vào phòng. Trên đất chỉ còn một mảnh huyết vụ, không thấy Hàn Tông đâu. Lạc Khuynh Thành ngồi dưới đất, hai tay ôm chân, tiểu sư đệ, cảm ơn em. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đại sư tỷ, em đã đưa thi thể cha mẹ chị về rồi. Hãy đi gặp bọn họ lần cuối rồi an táng đi. Nhất định họ cũng không muốn thấy chị đau lòng như thế. Chỉ một ý niệm, thi thể của Lạc Chính Hùng và Lạc Phu Nhân xuất hiện. Cha, mẹ. Lạc Khuynh Thành bò qua, nằm trên thi thể hai người họ, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Lạc Vô Tà cũng quỳ xuống, cơ thể không ngừng run lên. Diệp Bắc Minh an ủi, đại sư tỷ, người chết không thể sống lại, hãy nén bi thương. A a a, ai nói người chết không thể sống lại cơ chứ? Đột nhiên, một chàng cười như tiếng chuông bạc truyền tới, bổn công chúa nói cho anh biết, người chết có thể sống lại. Ai đó, ra đây. Diệp Bắc Minh khẽ quát. Một thiếu nữ mặc áo đen xuất hiện, lại là thiếu nữ ma tộc đó. Diệp Bắc Minh sửng sốt, là cô. Lạc Khuynh Thành kích động nói, cô gái, cô vừa nói gì cơ? Người chết có thể sống lại sao? Cô nói thật sao? Thiếu nữ áo đen kiêu ngạo cười nói, đương nhiên, bổn công chúa chưa bao giờ nói láo. Lạc Khuynh Thành và Lạc Vô Tà kích động cả người run rẩy, hai mắt đỏ lên, cô gái, chỉ cần cô nói cho chúng tôi cách để người chết sống lại, chúng tôi nguyện làm trâu ngựa cho cô. Đúng đúng đúng, làm trâu ngựa cũng được. Lạc Vô Tà không ngừng gật đầu. Thiếu nữ áo đen coi thường, hừ, tôi không có hứng thú lấy mấy người làm trâu ngựa. Dứt lời, cô ta híp mắt, cười ha ha nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh. Chuyện anh giết đế tộc vừa rồi, tôi đều thấy cả. Anh thật sự khiến tôi ngạc nhiên. Tôi rất coi trọng anh. Cô ta đưa tay ra, với Diệp Bắc Minh, chỉ cần anh theo tôi về ma giới, sau đó lấy tôi. Tôi sẽ nói cho anh biết cách cứu cha mẹ bọn họ. Lục Tuyết Kỳ lập tức phản đối, gì cơ? Không được. Chân mày Lạc Khuynh Thành nhíu chặt lại. Lạc Vô Tà cũng lắc đầu theo, cô gái à? Anh ấy là anh rể tôi. Cậu hiểu lầm à? Thiếu nữ áo đen chống nạnh, ra vẻ hiên ngang, hừ. Anh ta chưa kết hôn,
anh rể cái gì chứ? Diệp Bắc Minh, anh phải nghĩ cho kỹ, chỉ cần anh cắt đứt quan hệ với tất cả những người phụ nữ khác. Sau đó lập tức cưới tôi sẽ nói cho anh biết cách cứu người. Diệp Bắc Minh cau mày lại, cô gái à, chúng ta không có tình cảm. Cô muốn tôi vứt bỏ hồng nhan tri kỷ, sau đó cưới cô làm vợ, là chuyện không thể nào. Đương nhiên, tôi đã từng dùng sơ tâm võ đạo để thề, nên hôm nay tôi không làm được chuyện đó. Hừm. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, như đưa ra một quyết định quan trọng. Mặt anh đầy nghiêm túc, cô gái à, Diệp Bắc Minh tôi có sứ mệnh của mình. Đợi tôi hoàn thành sứ mệnh, tu sửa lại đại lục chân võ, cứu được cha tôi ra. Tôi nhất định tự mình tìm tới chỗ cô, tự phế võ công. Lạc Khuynh Thành ngây người, tiểu sư đệ. Lục Tuyết Kỳ che miệng lại, không thể nào. Lạc Vô Tà trợn to hai mắt, anh rể, anh nói gì thế? Diệp Bắc Minh lắc đầu, đây là lời hứa giữa chúng tôi. Tôi nhất định sẽ tuân thủ. À, anh. Thiếu nữ áo đen sửng sốt, hơi híp mắt lại, dù anh tự phế thực lực võ đạo cũng không muốn cưới tôi sao? Diệp Bắc Minh gật đầu. Xì. Cô ta che miệng lại cười, eo không ngừng lắc lư, ha ha a hát, anh như vậy, tôi càng thích anh. Khóe miệng Lạc Vô Tà co rút, mẹ nó, anh rể, anh đẹp trai lắm à, làm gì so được với em, Lạc Vô Tà giàu dĩ muốn chết. Lạc Khuynh Thành trợn mắt nhìn hắn, im miệng. Lạc Vô Tà rụt cổ lại, ngậm miệng. Diệp Bắc Minh cau mày, cô gái, cô có ý gì chứ? Dưa chín ép không ngọt. Ha ha ha. Thiếu nữ áo đen cười thản nhiên, dưa chín ép không ngọt, nhưng có thể giải khát. Diệp Bắc Minh, Lạc Khuynh Thành, Lục Tuyết Kỳ và Lạc Vô Tà đều ngây người. Thiếu nữ áo đen xem thường, con gái ma tộc, dám yêu dám hận, thích chính là thích. Diệp Bắc Minh, tôi sẽ khiến anh yêu tôi. Cô ta xoay người rời đi, tôi còn có việc, tạm biệt nhé. Diệp Bắc Minh bước ra ngoài, cô gái. Cô thật sự có cách khiến cha mẹ đại sư tỷ sống lại sao? Nếu cha mẹ đại sư tỷ có thể sống lại. Cha mẹ nuôi, đại ca của anh. Còn có nhóm người Lâm Thương Hải nữa, đều có thể sống lại đúng không? Cô gái áo đen nói vọng lại, vùng đất luân hồi đứng đầu. Diệp Bắc Minh, anh lại nợ tôi một nhân tình rồi. Lần này cả đời cũng không trả hết đâu. Nói xong câu cuối cùng. Cô gái áo đen biến mất. Vùng đất luân hồi sao? Luân hồi đứng đầu. Trong lòng yên tĩnh lại. Lạc Vô Tà nghi ngờ hỏi, chị, thật sự có nơi đó sao? Lạc Khuynh Thành nghiêm túc lắc đầu, chị cũng không biết nữa, đi hỏi sư phụ xem sao. Nếu trên đời thật sự có nơi đó, thì cũng chỉ có các sư phụ của chị mới biết. Diệp Bắc Minh truyền âm, tiểu tháp, ông có biết vùng đất luân hồi không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục yên lặng một lát rồi chậm rãi nói, nhóc con, đó không phải nơi trước mắt ngươi có thể đặt chân đến. Ồ! Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, nói vậy là thật sự có chỗ đó hay sao? Có! Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẳng định. Ở đâu cơ? Bổn tháp cũng không biết. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, nắm luân hồi trong tay đồng nghĩa với nắm sinh tử trong tay, muốn khiến một người sống lại không đơn giản như thế. Phải trả cái giá rất đắt. Diệp Bắc Minh cau mày, cha của Nhược Giai cũng chết một lần, vì sao dùng máu của ma thú là cứu sống được? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, đó là hai khái niệm khác nhau. Khi ấy cha của Chu Nhược Giai vẫn chưa chết hẳn. Cậu biết thần hồn đúng không? Đương nhiên. Diệp Bắc Minh nghi ngờ, thần hồn có liên quan gì đến cái chết? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp, thần hồn ký thức trong một cơ thể. Hai người có thể cộng sinh. Nếu thần hồn hết, người đó sẽ lập tức tan thành mây khói. Nếu thể xác chết nhưng thần hồn còn cơ hội sống sót. Giống như Long Đế trước kia cậu gặp được, hay Yến Bách Lý bây giờ gặp phải. Thần hồn của họ không chết, có thể tìm cách thu giữ thần hồn của họ, sẽ có thể khiến họ tồn tại trên thế giới này. Trong khoảnh khắc con người chết đi, thần hồn có cất giữ trong cơ thể, cũng không tiêu tán. Cha của Chu Nhược Giai là như vậy, nên sau khi cậu tu bổ cơ thể ông ta mới sống lại.
Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra, ý ông là, dù cha của Nhược Giai bị chém đứt đầu, cũng chỉ tương đương với bị thương thôi đúng không? Còn cha mẹ của Đại Sư Tỷ, vì chết quá lâu nên thần hồn đã tiêu tán lâu rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khen ngợi, nhóc con rất thông minh, nói cái hiểu ngay. Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu, ngày đầu tiên ông biết tôi à? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cạn lời, không hổ là cậu. Nhắc nhở cậu này, cậu từ cảnh giới thần vương bước ngang qua cảnh giới thần chủ, tiến vào cảnh giới thần đế ngay. Dựa theo quy tắc của bổn tháp, cậu có thể chọn mở ra tầng 4 của tháp Càn Khôn Trấn Nhục. Hoặc là mở bảo khố trong tháp một lần. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, không phải liên tục tăng lên 10 cảnh giới nhỏ mới có thể mở bảo khố trong tháp một lần sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười nói, địa bàn của tôi làm chủ. Diệp Bắc Minh chê, rốt cuộc tất cả quyền giải thích đều thuộc về ông đúng không? Anh không chút do dự, mở bảo khố. Được. Dứt lời, một cánh cửa trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục hiện ra, mở ầm ầm. Chấm chấm chấm. Thánh vực, trong một cung điện đá cổ xưa. Miếng hồn ngọc của Hàn Tông răng rắc vỡ nát, lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Một lát sau. Lần này, thật sự đã chết hết rồi. Một lão già mắt ưng nói. Thế giới chân võ, lại là thế giới chân võ. Rất nhiều người cau mày lại. Ngoài một lần bị diệt toàn quân triệu năm trước ra, chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Tôi nhớ lần trước là một người tên Diệp Phá Thiên đến từ hoa tộc thuộc thế giới cao võ đúng không? Lần này là ai làm? Có người suy ngẫm, chẳng lẽ lại là hoa tộc? Hừ! Một người đàn ông trung niên mặc áo tím khinh thường hừ lạnh, Diệp Phá Thiên đã chết, hoa tộc chỗ anh ta cũng gần như hủy diệt. Tất cả long mạch của hoa tộc đều bị rút đi. Chỉ còn một long mạch cuối cùng cũng bị chặt đứt. Khí vận đời đời kiếp kiếp đã bị đánh gãy. Chỉ mới trôi qua 1 triệu năm, hoa tộc có thể xoay người. Người kia cười một tiếng, cũng đúng, là tôi nghĩ nhiều rồi. Thiếu phụ bên cạnh có đôi mắt đỏ bừng, bất kể là ai làm, con trai của tôi không thể chết vô ích. Bà ta cắn nát đầu lưỡi, hộc ra một ngụm tinh huyết. Phun lên truyền tống trận. Thiếu phụ gầm nhẹ, mời tổ tiên nhà họ Hạ hiển linh, Hạ Bội Cúc nguyện ý dùng ngàn năm tuổi thọ để đánh đổi. Tái hiện lại cảnh tượng lúc con trai tôi chết. Vừa dứt lời, tiếng vụ vang lên, truyền tống trận bắt đầu chấn động kịch liệt. Ánh sáng màu đỏ như máu bên trong điện đá dâng trào, chẳng khác gì địa ngục tu la. Một giây sau, hình ảnh màu đỏ hiện lên. Trong hình, một thanh niên xuất hiện. Ma huyết toàn thân sôi ủng ục, ma vụ cuồn cuộn. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ hơn chính là anh ta đã mở được long tích. Trong cơ thể bay ra 7 con chân long. Cậu Diệp, xin cậu. Con trai của người thiếu phụ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thanh niên kia chém một kiếm xuống, con trai thiếu phụ hóa thành một bãi xương máu. Con trai. Nhìn thấy cảnh con trai mình chết thảm. Thiếu phụ phát ra tiếng gào thét tan nát cõi lòng. Cảnh tượng dừng lại. Này! Kẻ này có thể chém giết cảnh giới chủ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng. Lão già có ánh mắt như chim ưng trầm giọng, đã thấy hết rồi đi. Hạ Bội Cúc, cô cũng nghe thấy rồi chứ? Đôi mắt đẹp của Hạ Bội Cúc tràn ngập tơ máu, nghe được rồi, con trai tôi gọi anh ta là cậu Diệp. Thằng chó đẻ giết con trai tôi mang họ Diệp. Nhà họ Diệp, chắc chắn là nhà họ Diệp hoa tộc. Bọn họ lại quay về. Một hơi thở vô hình bộc phát, trên mặt tất cả mọi người hiện lên sát ý lạnh như băng. Toàn bộ cung điện bằng đá đều chấn động. Lão già có ánh mắt như chim ưng giang hai tay ra, đè xuống, chư vị, hình như mọi người đã quên một chi tiết khác. Lão Vương, chi tiết nào vậy? Mọi ánh mắt rơi xuống người Vương Quá Giang. Vương Quá Giang trầm giọng đáp, thanh kiếm trong tay kẻ này. Thanh kiếm. Ai ai cũng sững sờ, vừa rồi bọn họ thật sự không để ý đến thanh kiếm kia. Nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng. Thanh kiếm kia vô cùng cổ xưa, trên thân kiếm điêu khắc phù văn bàng bạc đại khí. Đột nhiên. Một người đàn ông trung niên bỗng mở to mắt, trời ạ. Đây chính là thanh kiếm kia từ 1 triệu năm trước.
Tạch, tạch, tạch. Cái gì cơ? Mấy chục đôi mắt đồng thời trừng lớn. Hạ Bội Cúc không dám tin, thanh kiếm này chẳng phải đã bị người đàn bà kia mang vào trong thần điện sao? Sắc mặt của người đàn ông trung niên mặc áo tím trở nên nghiêm túc, gia tộc của chúng tôi đã chết hơn 10 vị lão tổ cảnh giới chân linh, tất cả ngã xuống trong thần miếu. Tại sao nó lại ở trong tay kẻ này? Vương Quá Giang lạnh lùng nói, đừng quên, Diệp Phá Thiên từng tiến vào thần miếu. Đồng thời còn không hề tổn thương bước ra. Năm đó, tổ tiên chúng ta giết vào nhà họ Diệp, nhưng chẳng tìm được thứ gì. Mọi người không cảm thấy kỳ quặc sao? Chẳng lẽ Diệp Phá Thiên thật sự không mang ra ngoài thứ gì? Lão Phu có thể kết luận, thanh kiếm này chính do Diệp Phá Thiên mang ra ngoài. Mọi người yên lặng không nói. Vương Quá Giang bổ sung một câu, còn một vấn đề nữa, ma khí trên người kẻ này. Lão ta đảo mắt nhìn mọi người, các người không cảm thấy khá quen thuộc sao? Chẳng lẽ, là thiên ma tộc? Ai nấy cũng chấn động. Từng giọng nói lạnh như băng vang lên, bắt lại kẻ này, nghiêm hình ép hỏi, nhất định có thể biết được tất cả. Chuyện mà tổ tiên chưa hoàn thành, để chúng ta hoàn thành. Lần này, tất phải hủy diệt nhà họ Diệp, hủy diệt hoa tộc. Chấm chấm chấm. Kho báu vật trong tháp. Diệp Bắc Minh cầm lấy một quyển sách màu đen, chất liệu rèn từ kim loại. Luyện thần quyết. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kích động, ha ha ha, nhóc, chúc mừng cậu. Ha ha ha, bản tháp đã chết lặng với sự may mắn phi logic của cậu. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, ông có ý gì? Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Cậu biết luyện thần quyết là cái gì không? Không biết. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, đoán. Cậu to gan đoán đi. Diệp Bắc Minh hơi nhíu mày, chẳng lẽ là... Anh do dự trả lời, chẳng lẽ có liên quan đến thần hồn? Tôi đã bảo cậu thông minh từ nhỏ rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười ra tiếng, hoàn toàn chính xác. Bình thường, chỉ khi người tu võ đạt đến cảnh giới giới chủ mới có thể tu luyện thần hồn. Nhưng có được luyện thần quyết, từ cảnh giới thần đế cậu đã có thể tu luyện thần hồn, dẫn trước người tu võ thông thường suốt năm cảnh giới lớn. Điều quan trọng nhất chính là, chỉ có tu luyện thần hồn mới có thể thành lập thế giới bỏ túi. Giờ cậu có thể sáng lập thế giới bỏ túi rồi. Diệp Bắc Minh trừng to mắt, hô hấp dồn dập. Biểu cảm của anh cũng trở nên kích động. Đây chính là sự tăng lên cực lớn. Anh không hề do dự, một suy nghĩ hiện lên. Tiến vào lĩnh vực tuyệt đối. Diệp Bắc Minh mở quyển sách có chất liệu kim loại ra, hàng chữ đầu tiên ập vào mắt. A! Diệp Bắc Minh hét lên thảm thiết, hai mắt phun ra máu tươi. Suýt chút nữa bị nổ mù. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngưng trọng nói, nhóc, đây là thứ cảnh giới giới chủ mới có thể tiếp xúc đến. Bây giờ cậu tiếp xúc sớm, thì phải thừa nhận sự đau đớn mà người tu võ bình thường khó có thể chịu đựng. Tiếp tục. Diệp Bắc Minh cắn chặt răng, được. Anh mở đôi mắt tràn ngập máu, tiếp tục nhìn vào quyển sách. Lần này, Diệp Bắc Minh không hề né tránh. Trong mắt gần như nổ tung. Ngay cả thần ma chi nhãn ở mi tâm cũng xuất hiện trong nháy mắt. Ba con mắt nhìn chòng chọc vào luyện thần quyết. Nửa giờ sau, Diệp Bắc Minh khép lại luyện thần quyết, bắt đầu thấu hiểu. Lại qua nửa giờ, Diệp Bắc Minh đột nhiên mở to mắt. Ánh mắt lấp lóe ánh sáng, tháp nhỏ, xong rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục phun nước bọt, đù má, không thể nào. Mới một giờ mà. Chỉ một giờ mà cậu đã lĩnh ngộ, con mẹ nó, cậu. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tôi chưa từng học thứ nào vượt quá một giờ. Đù. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vô cùng kích động, thật mẹ nó yêu nghiệt, bản tháp từng gặp biến thái, nhưng chưa từng thấy biến thái đến như vậy. Được, bây giờ cậu có cảm giác như thế nào? Diệp Bắc Minh suy tư, không có cảm giác gì quá lớn. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, thử cắt đứt liên hệ với tôi xem. Diệp Bắc Minh làm theo. Một giây sau. Trước mắt anh đột nhiên sáng lên. Có cảm giác rồi. Diệp Bắc Minh kích động, có cảm giác, cả tòa viện này đều ở trong mắt tôi. Như thể trong đầu có một cái radar giả quét hình ảnh,
bất kỳ vật gì, chỉ cần ở trong sân này đều không thể trốn được hai mắt của tôi. Đây chính là lực thần hồn sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng, đúng thế. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, một khi có được lực thần hồn, khi chiến đấu với người tu võ cùng cảnh giới. Tất cả chi tiết của đối phương đều ở dưới mí mắt tôi, tương đương với đứng ở thế bất bại. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mỉm cười, có thể nói như vậy. Diệp Bắc Minh không chút do dự hỏi, tháp nhỏ, phải làm thế nào tôi mới thành lập được thế giới bỏ túi? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời một câu, nghĩ những gì cậu muốn nghĩ, làm những gì cậu muốn làm. Trong lòng cậu, thế giới nhỏ như thế nào, nó sẽ chính là dáng vẻ ấy. Được. Diệp Bắc Minh lấy ra thần miếu hỗn độn, một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Lấy thần hồn hòa vào trong đó, bắt đầu luyện hóa. Không biết trôi qua bao lâu, Diệp Bắc Minh cuối cùng mở to mắt, tháp nhỏ, xong rồi. Âm thanh kích động của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền đến, mẹ nó, nhóc, nhanh như vậy đã thành rồi. Phải. Diệp Bắc Minh gật đầu. Đù. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hoàn toàn kinh ngạc, tính theo thời gian ở bên ngoài, cậu mới chỉ dùng 7 ngày thời gian ở bên trong lĩnh vực tuyệt đối mà thôi. Thế mà cậu đã luyện thành thế giới bỏ túi. Thằng nhóc cậu chẳng lẽ lừa gạt bản tháp? Diệp Bắc Minh lắc đầu, hà tất phải lừa ông chứ? Tôi mang ông vào xem. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Tiến vào thế giới bỏ túi. Đây là một không gian rộng chừng 100 mét vuông. Bốn phía tối tăm mù mịt. Dưới chân là bùn đất. Đụ mẹ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cực kỳ ngạc nhiên, cậu vừa sáng lập thế giới bỏ túi đã có không gian lớn như vậy. Diệp Bắc Minh nhíu mày, mới chừng 100 mét vuông thôi, đâu phải rất lớn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kích động vô cùng, cậu giả bộ thế, thật đáng chết mà. Diệp Bắc Minh nghiêm mặt, tháp nhỏ, tôi thật sự không giả bộ, đến cùng thì ông có ý gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hoàn toàn phục, thằng nhóc cậu thì biết cái rắm. Người tu võ thông thường lần đầu tiên sáng lập thế giới bỏ túi mà có không gian bên trong lớn chừng một thước vuông đã cực kỳ kinh khủng. Nhưng lần đầu tiên cậu sáng lập thế giới bỏ túi đã có không gian chừng 100 mét vuông. Cậu gấp trăm lần người tu võ phổ thông đấy. Diệp Bắc Minh suy tư gật đầu, mới gấp trăm lần à. Đúng rồi, bọn họ sẽ có con suối chứ. Hô hấp Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngừng lại, con suối gì cơ? Diệp Bắc Minh chỉ vào một góc cách đó không xa, chính là cái này. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc tôi sáng lập thế giới nhỏ này thì tự nó xuất hiện ở đó. Liếc nhìn lại. Một con suối to bằng miệng chén đang phun nước suối trong suốt ra ngoài. Ôi mẹ ơi! Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hoàn toàn hồ đồ. Suốt một phút không nói nên lời. Tháp nhỏ, ông sao rồi? Tháp nhỏ, ông nói chuyện đi. Đây là có chuyện gì? Đù mẹ á, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục phát ra tiếng gào thét trước giờ chưa từng có, nhóc, cậu đã không thể dùng từ nghịch thiên để hình dung nữa rồi. Quả thực là nghịch thiên trong nghịch thiên. Làm sao vậy, chẳng phải chỉ là một con suối thôi sao? Diệp Bắc Minh kỳ quặc hỏi lại. Suối, đây là con suối bình thường sao? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục run rẩy, nước là khởi nguyên của vạn vật. Cậu biết một con suối có ý nghĩa như thế nào không? Ý nghĩa có thể ra đời sinh mệnh. Nếu như thế giới nhỏ này có thể trưởng thành không giới hạn, nó có thể tự mình hình thành một thế giới hoàn mỹ. Mà cậu, chính là Thượng Đế, là Chúa Sáng Thế của thế giới này. Hiện tại, cậu biết có ý nghĩa thế nào rồi chứ? Nghe được lời này, Diệp Bắc Minh cũng giật nảy mình. Anh còn muốn cẩn thận nghiên cứu thế giới nhỏ. Đột nhiên, thần hồn Diệp Bắc Minh rung động, có người tiến vào sân này. Một giây sau, Diệp Bắc Minh vô cùng kích động rời khỏi thế giới nhỏ. Mở mắt ra. Chỉ còn một mình anh ở trong phòng, tất cả mọi người đã rời đi, không còn ai. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh quen thuộc. Tiểu sư đệ, các chị đã hoàn thành nhiệm vụ và trở lại rồi đây. 10 cô gái vô cùng xinh đẹp đồng loạt đẩy cửa vào. Thập sư tỷ, Vương Như Yên. Cửu sư tỷ, Hoàng hậu Hồng Đào. Bát sư tỷ, Lục Tuyết Kỳ.
Thất sư tỷ, Liễu Như Khanh. Lục sư tỷ, Đạm Đài Yêu Yêu. Ngũ sư tỷ, Khương Tử Cơ. Tứ sư tỷ, Chu Lạc Ly. Tam sư tỷ, Tiểu Độc Tiên. Nhị sư tỷ, Thiên Nhận Băng. Đại sư tỷ, Lạc Khuynh Thành. 10 vị sư tỷ xinh đẹp đứng trước người Diệp Bắc Minh, nở nụ cười như hoa, tiểu sư đệ, đã lâu không gặp. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Khuôn mặt Diệp Bắc Minh tràn ngập kích động, sư tỷ, sao các chị đến đây hết vậy? Vương Như Yên hoạt bát cười, sao hả? Các chị trở lại mà em không vui. Vui chứ, đương nhiên vui vẻ. Diệp Bắc Minh gật đầu. Đạm Đài Yêu Yêu đi đến trước mặt Diệp Bắc Minh, nhéo nhéo gương mặt của anh. Mấy tháng không thấy, em càng ngày càng cường tráng. Chị Tiểu Yêu. Diệp Bắc Minh giữ chặt tay Đạm Đài Yêu Yêu, tại sao mọi người lại về rồi? Đạm Đài Yêu Yêu cười trộm, nhớ em đấy. Không đúng. Lông mày Diệp Bắc Minh xoắn lại với nhau, lần này các chị trở về, nhất định có chuyện lớn sắp xảy ra. Anh có dự cảm không tốt. Cả 10 vị sư tỷ đều yên lặng. Chị Tiểu Yêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạm Đài Yêu Yêu quay đầu đi chỗ khác. Diệp Bắc Minh chỉ có thể nhìn sang Vương Như Yên, thập sư tỷ, các chị làm sao vậy? Vương Như Yên im lặng không nói gì. Cửu sư tỷ, chị nói chuyện đi. Hoàng hậu Hồng Đào muốn nói lại thôi. Lục Tuyết Kỳ bên cạnh lắc đầu. Diệp Bắc Minh dần nóng nảy, bát sư tỷ, vì sao chị lại ngăn cản cửu sư tỷ? Lục Tuyết Kỳ thở dài, không trả lời. Thất sư tỷ, các chị ấy đều sao vậy? Diệp Bắc Minh nhìn về phía Liễu Như Khanh. Liễu Như Khanh cắn cắn môi đỏ, tiểu sư đệ, đây là sứ mệnh của chúng ta. Lần này các chị đến để từ biệt em. Cái gì? Từ biệt. Thân thể Diệp Bắc Minh chấn động. Anh dường như nghĩ tới điều gì đó. Hai mắt anh lập tức đỏ lên, quát lớn, các chị thật sự chuẩn bị hiến tế sao? Nhưng mà long mạch còn chưa thu thập đủ mà. 10 sư tỷ liếc nhìn nhau, tất cả đều gật đầu. Ngoài Lạc Khuynh Thành ra, mỗi người đều tự lấy ra một cái đỉnh bằng đồng. Gào giống. Trong đỉnh, tiếng rồng ngâm vang lên, trong mỗi một đỉnh bằng đồng đều có 3 long mạch đang lượn vòng. Diệp Bắc Minh thấy cảnh tượng này thì trừng to mắt, đây là. Chu Lạc Ly giải thích, tiểu sư đệ, đây là đỉnh Cửu Châu. Là chí bảo của hoa tộc. Những long mạch này chính là long mạch mà hoa tộc chúng ta đã từng đánh mất. Diệp Bắc Minh nhìn 9 cái đỉnh bằng đồng, tổng cộng mới có 27 long mạch, dù cộng thêm 7 long mạch trong cơ thể em. Thì mới có 34, hoàn toàn không đủ chữa trị đại lục chân võ. Một giây sau, một giọng nói quen thuộc vang lên, chữa trị đại lục chân võ không cần tới 99 long mạch. Diệp Bắc Minh bỗng ngẩng đầu. Diệp Thanh Lam nghiêm nghị thong dong bước vào. Thập sư tỷ nhường đường cho bà rồi cúi đầu chào tham kiến chủ mẫu. Miễn lễ. Diệp Thanh Lam khoát tay. Thập sư tỷ cung kính lùi sang một bên. Diệp Bắc Minh trừng mắt nói, mẹ, sao mẹ lại đến đây? Diệp Thanh Lam cười rạng rỡ nói, Minh Nhi, chẳng phải mẹ đã nói với con mẹ là thiên nữ thứ 10 à? Diệp Bắc Minh phức tạp nhìn Diệp Thanh Lam, mẹ, lời mẹ nói vừa rồi có ý gì vậy? Không cần 99 long mạch cũng có thể chữa trị đại lục chân võ. Phải. Diệp Thanh Lam gật đầu nói, 30 long mạch đủ rồi. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, thở dài nhẹ nhõm nói, ha ha ha, mẹ. Mẹ tính sai rồi, đại sư tỷ không có long mạch. Tính của 9 sư tỷ còn lại thì tổng cộng mới có 27 long mạch. Từng ấy chưa đủ chữa trị đại lục chân võ. Diệp Thanh Lam long lanh lẳng lặng nhìn Diệp Bắc Minh. Bà vô cùng tự tin cười nói, Minh Nhi, lẽ nào mẹ làm việc không cân nhắc đến chuyện lớn à? Con quá khinh thường mẹ rồi đó. Dứt lời, Diệp Thanh Lam vung nắm đấm. Gầm gừ. Một loạt tiếng rồng ngâm vang lên. Cảnh tượng khiến Diệp Bắc Minh khiếp sợ. Ngay trước mắt anh. Đằng sau lưng Diệp Thanh Lam sáng lên một đường long tích,
hư ảnh ba con rồng hiện lên. Ôi, không thể nào. Diệp Bắc Minh trừng mắt, hít thở sâu, ôi, mẹ, mẹ cũng mở long tích rồi à? Điều này không thể nào. Diệp Thanh Lam mỉm cười kiêu ngạo, Minh Nhi, trên người mẹ có chảy dòng máu của nhà họ Diệp đấy. Nếu chẳng phải bị thương ở chiến trường Thái Cổ, cảnh giới rất xuống, rồi. Rồi sao? Sắc mặt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, hô hấp trở nên dồn dập. Diệp Thanh Lam mỉm cười lắc đầu, không có gì. Minh Nhi, đây là sứ mệnh của mẹ. Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên trong đầu anh, nhóc à, cảnh giới mẹ cậu rớt xuống rất có thể là vì cậu đó. Diệp Bắc Minh sửng sốt, vì tôi sao? Đúng thế. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẳng định chắc nịch, vào lúc Tôn Thiến sinh con gái đã hấp thụ năng lượng của rất nhiều bảo vật. Cô ấy là nhân loại còn cậu mới chỉ là bán ma thôi đấy. Trong cơ thể mẹ cậu có ma huyết, còn bố cậu lại mà ma tộc thuần huyết. Việc ra đời của cậu cần càng nhiều năng lượng hơn, phần nửa là cậu đã cắn nuốt thiên phú của mẹ mình. Cái gì? Diệp Bắc Minh ngơ ngác, khó lòng chấp nhận hiện thực. Mẹ mình là một thiên kiêu chi nữ đã mở ra long tích lại cam tâm trở thành một người tu võ bình thường. Tất cả là đều vì mình ư. Không được. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, giọng nói hơi run, mẹ. Con không thể hiến tế mọi người được. Chắc chắn chúng ta có thể nghĩ ra được cách khác, mẹ tin con nhé. Diệp Thanh Lam trầm mặc. Thập sư tỷ và tất cả mọi người đều cúi đầu. Diệp Bắc Minh khàn giọng nói, mẹ, sư tỷ, sao mọi người không nói lời nào? Rốt cuộc có cái gì không thể nói con biết chứ? Chao ôi! Diệp Thanh Lam thở dài, Minh Nhi, chuyện này không phải vấn đề có tin hay không. Đại lục chân võ đã bị phá hỏng triệu năm, hoa tộc đã bị chèn ép triệu năm rồi. Bây giờ thời cơ đã đến, chỉ cần hy sinh mẹ và chín vị sư tỷ của con là có thể khôi phục lại đại lục chân võ. Mạng của chúng ta nhỏ bé không chút đáng kể. Sắc mặt chín vị sư tỷ nghiêm nghị. Bọn họ quyết đoán không ai chịu lùi bước. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Không chữa trị đại lục chân võ thì sao chứ? Một luồng khí thế hào hùng ngưng tụ. Anh nắm chặt ngón tay, khí phách nói, cho dù không có long mạch, Diệp Bắc Minh còn vẫn có thể dẫn dắt hoa tộc quật khởi. Đôi mắt thập sư tỷ sáng rực nhìn vào Diệp Bắc Minh. Được, không hổ là con trai mẹ. Diệp Thanh Lam gật đầu khen ngợi. Rồi bà nói tiếp, nhưng mà, Minh Nhi, đại lục chân võ đợi không kịp nữa rồi. Hàng rào giữa Ma Uyên và đại lục chân võ có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Một khi vách ngăn thế giới bị phá hủy, ma tộc có thể tiến quân thần tốc vào thế giới con người. Đến lúc đó không chỉ có đại lục chân võ, thế giới cao võ và đến các thế giới khác cũng bị liên lụy. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều người chết hơn. Mà giờ chỉ cần hiến tế mẹ và chín vị sư tỷ của con thì có thể cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ này. 10 người đổi hàng vạn sinh linh rất có lời. Diệp Bắc Minh mỉm cười nói, ha ha ha, chúng sinh thiên hạ ư. Khi cả nhà bố mẹ nuôi của con bị giết chúng sinh trong thiên hạ ở đâu? Vào lúc con trốn chạy dưới sự truy đuổi của nhà họ Triệu, chúng sinh thiên hạ đang ở đâu? Con chỉ nhớ rằng lúc con tháo chạy tới Côn Luân hư, sư tỷ đã cứu con. Còn chúng sinh thiên hạ trong miệng mẹ lại muốn hại con, muốn giết con. Muốn cướp bảo vật trong tay con. Chúng sinh thiên hạ hại con, giết con còn cần phải cứu chúng sinh thiên hạ nữa sao? Người sinh ra con là mẹ chứ không phải chúng sinh thiên hạ. Giọng Diệp Bắc Minh trầm xuống, đối với con mà nói, chúng sinh thiên hạ không quan trọng bằng sư tỷ và mẹ con. Cứu vớt thế giới, Diệp Bắc Minh con làm. Nhưng phải đánh đổi mẹ và sư tỷ của con ư. Anh quát lên, địch mợ nó chứ chúng sinh thiên hạ. Minh Nhi. Diệp Thanh Lam sững sờ. Thập sư tỷ lệ rơi đầy mặt, ngơ ngác nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Thanh Lam nghiêm nghị lắc đầu nói, Minh Nhi, đây không phải là lúc dở tính trẻ con. Chuyện này là do 10 vị tổ tiên của nhà họ Diệp chúng ta quyết định. Diệp Bắc Minh cười to, tổ tiên quyết định thì sao chứ? Tổ tiên lúc nào cũng đúng sao? Lẽ nào đời sau của nhà họ Diệp không sinh ra được một ai nghịch thiên ư?
vậy Diệp Bắc Minh con sẽ làm người nghịch thiên kia. Giọng anh nghiêm lại, chỉ cần con dung hợp tất cả long mạch sẽ không cần hiến tế mọi người nhỉ. Diệp Bắc Minh vừa dứt lời bèn bước ra. Rồi quỷ dị xuất hiện trước mặt Vương Như Yên, thập sư tỷ, xin đắc tội. Anh vung tay tóm lấy đỉnh thanh đồng trong tay Vương Như Yên. Vương Như Yên còn chưa kịp hoàn hồn, đỉnh thanh đồng đã ở trong tay Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, con. Thấy cảnh bất ngờ ấy, Diệp Thanh Lam biến sắc. Lùi ra sau hết đi, Minh Nhi muốn cướp long mạch. Các sư tỷ còn lại ôm chín cái đỉnh của mình rồi nhanh chóng lùi về sau. Diệp Bắc Minh cười to nói, các sư tỷ ơi, đừng chạy. Tiểu sư đệ đã không còn là tiểu sư đệ lúc trước nữa. Ảnh Thuấn. Anh xuất hiện ngay trước Hoàng hậu Hồng Đào, cửu sư tỷ, ngượng quá. Hoàng hậu Hồng Đào thấy thế ôm chặt đỉnh thanh đồng vào ngực, tiểu sư đệ, không được. Diệp Bắc Minh nhanh tay cướp lấy. Á! Một tiếng hét hãi hùng vang lên. Mặt Hoàng hậu Hồng Đào đỏ bừng. Đỉnh thanh đồng đã bị cướp. Bát sư tỷ, em đến đây. Tiểu sư đệ, em đừng làm bậy. Lục Tuyết Kỳ hét lên, giấu đỉnh thanh đồng ngay sau lưng. Diệp Bắc Minh nhanh chóng vào tới, sờ nhẹ vào cái eo thon thả của Lục Tuyết Kỳ. Đỉnh thanh đồng đã vào tay. Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn qua Liễu Như Khanh, thất sư tỷ, đừng phản kháng vô ích nữa. Liễu Như Khanh bình thản cười, tiểu sư đệ, em tới đây lấy đi. Nói xong, cô ấy giấu ngay đỉnh thanh đồng dưới váy. Diệp Bắc Minh hơi sửng sốt, thất sư tỷ, chị tưởng rằng em không dám làm à. Liễu Như Khanh mỉm cười nói, em không dám đâu. Vút! Một trận cuồng phong quét tới. Làn váy của Liễu Như Khanh bay lên. Một cảm giác mát lạnh thoáng qua, đỉnh thanh đồng biến mất. Liễu Như Khanh đỏ mặt, tiểu sư đệ lưu manh quá. Chị tiểu yêu. Diệp Bắc Minh quát khẽ. Đạm Đài Yêu Yêu che miệng cười, nhảy qua bên cạnh Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, cho em nè. Yêu yêu, cháu làm gì thế, Diệp Thanh Lam biến sắc. Đạm Đài Yêu Yêu cười nói, chủ mẫu, xin lỗi. Cháu tôn trọng quyết định của tiểu sư đệ. Sắc mặt Diệp Thanh Lam tối sầm. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh tiếp tục ra tay, thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước mặt ngũ sư tỷ Khương Tử Cơ. Khương Tử Cơ nói khẽ, tiểu sư đệ, em đừng kích động. Ánh mắt Diệp Bắc Minh kiên định, ngũ sư tỷ, em không thể nào để mọi người hiến tế được. Rồi anh vung tay cướp đỉnh thanh đồng. Khương Tử Cơ phản ứng rất nhanh, giấu đỉnh thanh đồng dưới lớp quần áo. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co rút, hít sâu rồi đi lên. Á! Tiếng thét kinh hãi vang lên. Khương Tử Cơ đỏ mặt chạy lại bên cạnh Diệp Thanh Lam, chủ mẫu, bị cướp mất rồi. Diệp Thanh Lam chết lặng, các cháu, cố ý chứ gì? Mặt Khương Tử Cơ càng đỏ hơn, làm gì có chứ? Chị Lạc Ly, em cần đỉnh. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Chu Lạc Ly. Chu Lạc Ly cười tươi như hoa. Vậy phải xem bản lĩnh của em đến đâu rồi. Diệp Bắc Minh chớp mắt, nhanh nhẹn ra tay. Sau khi hai người đánh nhau hơn 10 hiệp, Chu Lạc Ly đầm đìa mồ hôi. Đỉnh thanh đồng bị cướp lấy. Sau đó, Tam sư tỷ, tiểu độc tiên cười xấu xa nói, hi hi, tiểu sư đệ, nhào vô nè. Trên người chỉ có độc đó. Diệp Bắc Minh xông lên không chút do dự, em là cao thủ giải độc đó. Thế hả? Ống tay áo tiểu độc tiên lay động, một làn khói bay ra ngoài bao phủ hai người họ. Một lát sau, tiểu độc tiên đỏ mặt bước ra khỏi làn khói độc, chủ mẫu, cháu thua rồi. Sau khi làm khói độc tiêu tan, Diệp Bắc Minh đã cầm 8 đỉnh thanh đồng. Chỉ còn một cái cuối cùng. Nhị sư tỷ, chị muốn em ra tay không? Nhị sư tỷ Thiên Nhận Băng không nói lời nào mà quăng đỉnh thanh đồng cho Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đưa tay đón lấy cái đỉnh thanh đồng cuối cùng. Đến đây 9 đỉnh là tập hợp đủ. Diệp Thanh Lam biến sắc, Minh Nhi, đừng giỡn nữa, mau trả 9 đỉnh về đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu nói, con hấp thu long mạch rồi, xem thử mọi người lấy gì để hiến tế. Anh quát to, hấp thụ hết cho tôi. Gầm gừ. 9 tiếng rồng ngâm vang lên.
Long thích của Diệp Bắc Minh tỏa sáng long lanh rực rỡ. Ầm. Long mạch trong chín đỉnh gào lên hóa thành 27 tia sáng. 27 tia sáng thành 27 long mạch. Chúng không chui vào long thích của Diệp Bắc Minh ngay. Gầm gừ. Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm như xé rách trời cao vang vọng khắp chín tầng mây. Gian phòng Diệp Bắc Minh đứng nổ tung, lực lượng từ long mạch giúp anh lơ lửng trên bầu trời tổng viện giám sát. Diệp Bắc Minh, Vương Bình An, Hoa Côn Luân và các quản lý khác của tổng viện giám sát đều khiếp sợ. Có chuyện gì thế? Đạm Đài U Nguyên và Vương Chỉ Giao xuất hiện. Hầu tử lao tới nói, ôi mẹ ơi, anh Diệp đang phát sáng kìa. Lăng Thi Âm và Ngô Kinh Diên kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Mặt Trần Lê Y đỏ bừng, bàn tay trắng nõn nắm chặt, chủ nhân đang lột xác. Lột xác? Cả bọn sửng sốt. Gầm gừ. Một tiếng rồng ngâm đáng sợ hơn lại vang vọng. Lúc này đây, tiếng vang ấy như xuyên thủng cả thế giới. Chấn động cả bầu trời. Vào thời khắc ấy, cả thế giới cao võ. Lấy tổng viện giám sát làm trung tâm. Đại lục huyết thiên, đại lục trung thiên, đại lục linh la, đại lục linh cốt và hàng chục đại lục khác của thế giới cao võ đều chấn động. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Có chuyện gì thế? Khí tức mạnh quá, là long mạch. Trong một ngôi đền cũ kỹ, một bóng người già nua đang bước ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là hướng tổng viện giám sát. Đi, đi xem thử. Vô số lão quái vật đứng ngồi không yên, dốc toàn bộ sức mạnh chạy tới tổng viện giám sát. Cùng lúc đó, ở sâu trong thánh tộc. Một đám cầm quyền thánh tộc khiếp sợ nhìn về hướng tổng viện giám sát. Bỗng nhiên. Rầm. Cánh cửa truyền tống tỏa sáng rực rỡ, mấy người thong dong bước ra. Bọn họ vừa tới thế giới cao võ liền biến sắc. Xoạt, xoạt, xoạt. Ánh mắt đều cùng nhìn về một hướng. Ôi, khí tức thật đáng sợ. Hít một hơi thật sâu. Không ổn, có người đang cắn nuốt long mạch. Từ khí thế này có thể thấy cắn nuốt ít nhất 10 con. Thế giới cao võ lại có kẻ như vậy sao? Lẽ nào là tên Diệp Bắc Minh kia? Hạ Bội Cúc kinh hãi nhìn hướng khí tức kia xuất phát. Vương Quá Giang vô cùng kinh ngạc, mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, cho dù là ai đi chăng nữa, gây ra động tĩnh lớn như vậy thì đều phải chết. Đi thôi. Vút, vút, vút. Vài người phóng vút lên trời cao, đi thẳng tới tổng viện giám sát. Lúc này, trên bầu trời tổng viện giám sát, Diệp Bắc Minh chìm trong một ngọn lửa, tháp nhỏ, tôi cảm thấy mình sắp nổ tung tới nơi rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm như vậy, nhóc à, đây là lúc quan trọng. Nhất định phải giữ vững tinh thần. Tận 27 long mạch đó. Nếu cậu hấp thụ hết tất cả thì trong cơ thể sẽ có 34 long mạch cung cấp nguồn sức mạnh cuồn cuộn vô tận cho cậu đấy. Khi cậu chỉ có một long mạch, nếu bùng nổ toàn bộ sức mạnh, cần 15 phút mới có thể khôi phục. 34 long mạch thay phiên khôi phục có nghĩa là trong vòng 15 phút, bổn tháp có thể giúp cậu bùng nổ sức mạnh 34 lần. Nghe vậy, đến cả Diệp Bắc Minh cũng phải kích động. Vãi đạn! Hai mắt anh đỏ bừng, 15 phút bùng nổ sức mạnh 34 lần ư. Đó chẳng phải là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật à? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, chính là ý đó. Diệp Bắc Minh gầm nhẹ, vậy còn chờ gì nữa? Tiếp tục hấp thụ cho tôi. Lúc này, người trong tổng viện giám sát đều ngẩng đầu nhìn trời. Vương Bình An, Hoa Côn Luân, Vương Chỉ Giao, Đạm Đài U Nguyệt. Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên, Hầu Tử và Trần Lê Y. Tiếng rồng ngâm vang vọng không dứt bên tai bọn họ. Trong ánh mắt họ tràn đầy sự kinh hãi. Bỗng nhiên, đằng sau truyền tới một giọng nói đầy sự ngạc nhiên, Diệp Bắc Minh, đúng là Diệp Bắc Minh rồi. Long mạch hả, Diệp Bắc Minh đang hấp thu long mạch ư? Tên này đã đáng sợ lắm rồi, giờ nếu để cậu ta hấp thu hết những long mạch ấy chẳng phải sẽ trở thành thiên hạ vô địch hay sao? Người của Thiên Vũ Tông, 8 gia tộc thần huyết, Kiếm Tông và Quỷ Sát Môn đã tới.
Diệp Bắc Minh chỉ giết lão tổ cảnh giới giới chủ của bọn chúng chứ không giết sạch tất cả. Nên hôm nay chúng mới ngóc đầu trở lại. Ngay sau đó, lão tổ đế tộc, đế giang, đế khuyết và đế khởi la đều tới đây. Ngoài bọn họ ra, còn có các thế lực lớn như đại lục huyết thiên, đại lục trung thiên, đại lục linh la, đại lục linh cốt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tổng viện giám sát còn náo nhiệt hơn cả Tết. Hơn 10 lão già của 8 gia tộc thần huyết lớn đỏ mắt nhìn, thằng này đang hấp thu long mạch, là thời điểm không thể phân tâm nhất. Thừa dịp hiện tại chém giết kẻ này. 8 gia tộc thần huyết lớn có thù truyền kiếp với hoa tộc. Nhà họ Diệp bị bọn họ suýt chút nữa hủy diệt, long mạch núi Côn Luân cũng do bọn họ chặt đứt. Một khi Diệp Bắc Minh hấp thu hết những long mạch này, 8 gia tộc thần huyết lớn bọn họ sẽ hoàn toàn xong đời. Giết! Hơn 10 lão già bỗng nhiên ra tay, hơi thở chết chóc ập tới. Diệp Thanh Lam ra lệnh, bảo vệ cho Minh Nhi, bất kỳ kẻ nào cũng không được lại gần phạm vi ngàn mét xung quanh Minh Nhi. Rõ! 10 vị sư tỷ tản ra, phòng thủ 10 hướng. Trong mắt của bà trong nháy mắt đầy máu, long thích sau lưng toát ra hào quang sáng chói, long thích, thiêu đốt cho ta. Gào giống. Bóng mờ của ba đầu chân long hiện lên, rồi lập tức bốc cháy. Hơi thở của Diệp Thanh Lam tăng vọt. Cứ như vậy vượt qua mấy cảnh giới lớn. Bà phong tỏa lão già xông lên đầu tiên, bước đến ngăn cản trước mặt lão ta. Vỗ ra một chưởng. Lão già này không kịp kêu thảm một tiếng, thân thể đã nổ tung như dưa hấu, hóa thành một đám xương máu. Những lão già còn lại nhanh chóng lùi lại, trong con người già nua tràn ngập sự kinh ngạc, trời ạ. Cảnh giới giới chủ. Làm sao có thể? Không phải Diệp Thanh Lam đã biến thành kẻ tàn phế sao? Những lão già này quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bà ta lại mở ra long tích. Chuyện gì xảy ra vậy? Những người khác cũng kinh ngạc nhìn qua. Trong 8 gia tộc thần huyết lớn, một lão già mặc đồ xanh trầm mặt, bà ta đang tiêu hao tuổi thọ của mình để thiêu đốt lực lượng của ba đầu long mạch. Tạm thời tăng lên cảnh giới, bà ta không kiên trì được lâu đâu. Một khi kết thúc, dù bà ta không chết cũng sẽ hoàn toàn trở nên tàn phế. Lão già bên cạnh hỏi, bà ta có thể kiên trì bao lâu? Lão già mặc đồ xanh lắc đầu, không biết, có lẽ là 15 phút. Có lẽ một tiếng, cũng có thể là một ngày. Lão già mặc áo bào trắng bên cạnh tức giận mắng, đáng chết. Dù chỉ có 15 phút. Ngộ nhỡ Diệp Bắc Minh hấp thu long mạch thành công, người chết chính là chúng ta. Ngay cả gia tộc sau lưng cũng sẽ hủy diệt theo. Chúng ta không có thời gian chờ đợi, mặc kệ bà ta đi, ra tay với Diệp Bắc Minh. Nhất định phải ngăn cản Diệp Bắc Minh hấp thu long mạch. Giết! Hơn 10 lão già cùng ngẩng đầu, hai mắt đỏ ao khóa chặt Diệp Bắc Minh. Bay nhanh lao tới chỗ Diệp Bắc Minh. Diệp Thanh Lam hừ lạnh, cút đi. Thân thể bà bộc phát ra hơi thở của cảnh giới giới chủ, ngăn trở trên con đường buộc phải đi qua. Bà trực tiếp phong tỏa lão già áo bào trắng, ông rất biết tính kế phải không? Muốn giết con tôi. Bà đây giết ông trước. Năm ngón tay bà siết lại, nện nắm đấm xuống. Không, cứu tôi. Lão già mặc áo bào trắng kêu lên thảm thiết, rơi sâu xuống lòng đất như sao băng, chết không nhắm mắt ngay tại chỗ. Diệp Thanh Lam lại phong tỏa lão già mặc áo xanh, ánh mắt lạnh lẽo, còn cả ông nữa, chết đi cho bà. Chấm chấm chấm. Diệp Thanh Lam như một nữ chiến thần, đánh đâu thắng đó. Trong phút chốc, bà đã chém giết 8 người, 6 người còn lại điên cuồng chạy thoát thân như chó nhà có tang. Vẫn luôn chạy đến khoảng cách ngoài ngàn mét, bọn họ mới mở to đôi mắt mắt đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam lạnh giọng quát, hôm nay, ai dám tới gần phạm vi ngàn mét quanh con trai tôi, bất luận là thù hay là bạn, tới một người tôi giết một người. Dù giết sạch tất cả mọi người tại đây, tôi cũng sẽ không hối tiếc. Ai không tin thì có thể tới thử xem. Giọng nói lạnh lẽo vô tình. Khiến cho trái tim ai ai cũng run lên. Có người cúi đầu phỉ nhổ, đù, mẹ của tên này còn điên khùng hơn cả cậu ta nữa. Một giây sau,
một giọng nói lạnh lẽo vang lên, giết sạch tất cả mọi người tại đây. Bà có thực lực này sao? Ai đang nói chuyện? Tạch, tạch, tạch. Mọi người đồng thời quay đầu, chỉ thấy một lão già râu tóc bạc phơ mặc kình phục đi tới. Đây là ai vậy? Mọi người nghi hoặc. Chỉ có con ngươi của lão tổ đế tộc khẽ co rụt lại, ông. Ông là Phong Vu Vũ. Lão già mặc kình phục cười một tiếng, đế vô danh, thật không ngờ ông vẫn còn nhớ rõ lão phu. Sắc mặt lão tổ đế tộc trắng bệch, cảnh giới giới chủ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá cảnh giới chân huyền. Trong lòng mọi người run lên. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói đến cảnh giới này, trên cảnh giới giới chủ chẳng lẽ là cảnh giới chân huyền. Sắc mặt Phong Vu Vũ nghiền ngẫm, năm đó, lão phu đến đế tộc mời ông cùng nhau tiến vào chiến trường Thái Cổ, là chính ông không muốn đi. Nếu như ông đi, giờ cũng sẽ không dừng lại ở cảnh giới giới chủ sơ kỳ nho nhỏ chứ nhỉ. Hít hà! Giọng điệu thật lớn. Lại còn nói lão tổ đế tộc chỉ là một cảnh giới giới chủ sơ kỳ nho nhỏ. Cái gì, ngài chính là lão tổ Vu Vũ. Mọi người nhà họ Phong, một trong tám gia tộc thần huyết lớn kích động, không phải ngài đã chết trên chiến trường Thái Cổ rồi sao? Phong Vu Vũ hừ lạnh, một đám vô dụng, lão tổ tông của mình cũng không nhận ra. Còn ngóng trông lão phu chết. Hôm nay nếu lão phu không xuất hiện, có phải nhà họ Phong sẽ bị diệt hết phải không? Mọi người nhà họ Phong cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Một giây sau. Ha 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 ha. Một tiếng cười vang lên, Phong Vu Vũ, cần gì phải tức giận với một đám con cháu chứ? Một người đàn ông trung niên có vẻ mặt uy nghiêm đi tới, khí chàng mạnh mẽ trải rộng. Như một thanh lợi kiếm treo trên đỉnh đầu. Đế vô danh chấn động, vạn huyết kiếm chủ, ông cũng không chết. Vạn huyết kiếm chủ lạnh lẽo, không thèm nhìn đế vô danh. Ông ta quay người nhìn ra sau lưng, chư vị, đừng giấu giếm nữa. Nếu đều tới rồi, thì xuất hiện đi. Dứt lời, từng giọng nói vang lên. Vạn huyết kiếm chủ, vẫn là thần hồn của ông mạnh mẽ. Không hổ là người được xưng là có thể đồng thời khống chế một vạn thanh huyết kiếm, thế mà cũng nhận ra được chúng tôi đã đến. Ha ha ha, không ngờ kẻ này hấp thu long mạch lại có thể cạy ra nhiều lão bất tử như vậy. Hai lão già. Một bà lão. Một thiếu phụ. Cuối cùng là một người trẻ tuổi. Khoảnh khắc trông thấy năm người này, đôi mắt già nua của đế vô danh chừng lớn. Phó Thương Long. Huyết Thí Thiên. Quỷ Mẫu Bạch Liên. Phu Nhân Hợp Hoan. Còn cả, Thẩm Thiên Quân. Bốn người đằng trước, khuôn mặt ai ai cũng mờ mịt. Chỉ đến lúc nghe được cái tên cuối cùng, mấy trăm ngàn người ở đây run lẩy bẩy. Thẩm Thiên Quân. Ông trời của tôi ơi, hắn ta chính là Thẩm Thiên Quân. Trời ạ, người được tôn xưng là người đầu tiên và duy nhất mở ra Long Tích suốt 1 triệu năm qua. Không phải nói sau khi hắn ta tiến vào chiến trường Thái Cổ đã hoàn toàn biến mất rồi sao? Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Toàn trường tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ. Ba chữ Thẩm Thiên Quân. Gần như suốt 1 triệu năm qua, ngoài Diệp Phá Thiên, là người có uy danh kinh khủng nhất. Ánh mắt Diệp Thanh Lam trở nên ngưng trọng chưa từng có, nhìn chòng chọc vào 7 người kia. 6 cảnh giới giới chủ đỉnh phong, nửa người bước vào cảnh giới chân huyền. Chấm chấm chấm. Thẩm Thiên Quân càng sâu không lường được, khiến người ta nhìn không thấu cảnh giới cụ thể của hắn ta. Vạn huyết kiếm chủ ngẩng đầu nhìn lên không trung, cậu ta chính là Diệp Bắc Minh. Ánh mắt Phó Thương Long ngưng trọng, đời sau của Diệp Phá Thiên. Nhà họ Diệp tìm được nhiều long mạch như vậy. Quỷ Mẫu Bạch Liên nghi hoặc, chẳng lẽ, bọn họ muốn chữa trị đại lục chân võ? Chỉ bằng cậu ta mà cũng tưởng chữa trị đại lục chân võ. Phu Nhân Hợp Hoan lắc mông vô cùng phong tình vạn chủng, ha ha, thật là người ngốc nói mê, những người kia sẽ không đồng ý. Thẩm Thiên Quân không nói gì, hắn ta ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh đang hấp thu long mạch. Gào giống. Một tiếng rồng ngâm vang lên. Chỉ còn 23 đầu long mạch quay chung quanh không trung phía trên Diệp Bắc Minh. Giờ phút này, anh đã hấp thụ 4 đầu long mạch.
Khuôn mặt Phong Vũ Vũ trở nên hung tàn, chư vị, nhà họ Diệp và gia tộc thần huyết sẽ không chết không ngừng. Chúng ta có nợ máu, hiện tại lão phu muốn chém giết kẻ này. Chư vị sẽ không ngăn cản chứ? Mấy người lắc đầu, tỏ vẻ sẽ không nhúng tay. Phong Vũ Vũ gật gật đầu, thận trọng nhìn về phía Thẩm Thiên Quân, Thẩm công tử, cậu thì sao? Những người khác kinh ngạc quay đầu nhìn Thẩm Thiên Quân. Với thực lực của Phong Vũ Vũ mà còn cần cẩn thận đến vậy. Rốt cuộc thực lực của Thẩm Thiên Quân thế nào? Chẳng lẽ hắn ta gặp được kỳ ngộ gì ở chiến trường Thái Cổ sao? Thẩm Thiên Quân đứng chắp tay, vẻ mặt xem kịch vui, tôi không có vấn đề gì, các ông tùy tiện. Vừa dứt lời này, Phong Vũ Vũ hét dài một tiếng, bóng người lập tức biến mất tại chỗ. Người của Hoa tộc, người của nhà họ Diệp đều đáng chết. Một giây sau, ông ta xuất hiện trước mặt Diệp Thanh Lam, bắt đầu giết chóc từ bà. Không có bất kỳ động tác lòe loẹt gì, một quyền ngưng tụ, hung tàn đánh úp về phía đầu Diệp Thanh Lam. Đôi mắt Diệp Thanh Lam đọng lại, hơi thở trên người dâng lên. Giống, ba long mạch sau lưng bà gào thét, một quyền chặn đánh lại. Ầm, dòng khí nổ tung, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Trong cơ thể Phong Vũ Vũ khí huyết quay cuồng, Diệp Thanh Lam thì trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hai người đều ở cảnh giới giới chủ, một sơ kỳ một đỉnh phong. Chênh lệch quá lớn. Chủ mẫu, mười sư tỷ biến sắc, đang muốn xông đến. Diệp Thanh Lam khẽ quát một tiếng, canh giữ ở chỗ cũ, đừng cho bất kỳ kẻ nào lại gần Minh Nhi. Rõ. Mười sư tỷ cắn răng trả lời. Khuôn mặt già nua của Phong Vũ Vũ lạnh xuống, Diệp Thanh Lam, cho dù bà có thiêu đốt tuổi thọ, có được ba đầu long mạch thì sao chứ? Mùi máu tanh dâng trào, không chút do dự nhào tới như một con mãnh thú hồng hoang lao tới. Vẫn chẳng phải là đối thủ của lão phu, để tôi đưa bà lên đường. Nện một quyền xuống. Một kích toàn lực. Sắc mặt Diệp Thanh Lam ngưng trọng, ánh mắt trầm xuống, như đã quyết định điều gì đó. Năm ngón tay bà nắm lại, đáp lại một quyền. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, chết đi cho lão phu. Mặt mũi Phong Vũ Vũ trở nên dữ tợn. Ông ta đã đoán được cảnh cánh tay Diệp Thanh Lam nổ tung, vô cùng thê thảm. Một giây sau, cảnh tượng khiến người ta chấn động xuất hiện. Trong nháy mắt nắm đấm của hai người tiếp xúc. Ầm. Một tiếng nổ rung chuyển đất trời vang lên. Thân thể Phong Vũ Vũ như làm từ giấy dán, nổ tung ngay tại chỗ. Ông ta hóa thành một bãi xương máu, hoàn toàn biến mất. Hít hà. Tiếng hít ngược khí lạnh liên tục vang lên. Người nhà họ Phong kêu rên, lão tổ, không. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người xung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Phong Vũ Vũ chết rồi. Sắc mặt đám người Vạn Huyết Kiếm Chủ, Phó Thương Long, Huyết Thí Thiên. Quỷ mẫu Bạch Liên, phu nhân Hợp Hoan biến đổi. Thẩm Thiên Quân cũng nhìn Diệp Thanh Lam thật sâu. Sắc mặt Vạn Huyết Kiếm Chủ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm sau lưng Diệp Thanh Lam, bà ta dẫn nổ một đầu long mạch. Cái gì? Mọi người sững sờ. Một kích giết chết Phong Vũ Vũ của Diệp Thanh Lam quá mức chấn động. Bọn họ không ai để ý đến điểm này. Nhìn kỹ lại. Quả nhiên. Ba đầu long mạch sau lưng Diệp Thanh Lam giờ chỉ còn lại có hai. Trong hoàn cảnh lắng ngắt như tờ, giọng nói của Diệp Thanh Lam vang lên, còn có ai muốn ra tay không? Long mạch trên người tôi không nhiều. Nhưng vẫn còn hai long mạch, ít nhất có thể liều mạng với hai người cảnh giới giới chủ đỉnh phong. Ánh mắt bà đảo qua đám người Vạn Huyết Kiếm Chủ, Phó Thương Long, Huyết Thí Thiên, Quỷ Mẫu Bạch Liên, Phu Nhân Hợp Hoan, Thẩm Thiên Quân. Chấm chấm chấm. Uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Đám Vạn Huyết Kiếm Chủ, Phó Thương Long, Huyết Thí Thiên, Quỷ Mẫu Bạch Liên, Phu Nhân Hợp Hoan có điều kiêng kỵ. Đều tiếc mạng sống nên không dám ra tay. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, Diệp Thanh Lam, bà đang uy hiếp tôi sao? Hai mắt Diệp Thanh Lam đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, Thẩm Thiên Quân, nhà họ Diệp với cậu không oán không thù. Nếu như cậu không có ý định với con trai của tôi cũng sẽ không đối địch với cậu. Thẩm Thiên Quân cười đầy nghiền ngẫm, tôi nghĩ bà đang hiểu lầm rồi,
tôi không có bất kỳ hứng thú gì với con trai của bà. Diệp Thanh Lam thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói của Thẩm Thiên Quân tiếp tục truyền đến, tôi chỉ muốn long mạch trong cơ thể con trai bà mà thôi. Bà cố gắng nói chuyện với con trai của mình, bảo cậu ta quỳ gối trước mặt tôi, hai tay dâng lên long mạch. Tôi sẽ cân nhắc tha cho cậu ta một mạng, sao hả? Tạch! Diệp Thanh Lam phun ra hai chữ, nằm mơ. Ồ! Chữ ồ trong miệng Thẩm Thiên Quân vừa dứt. Hắn ta lập tức xuất hiện trước người Diệp Thanh Lam, rượu mời không uống, vậy bà đi uống rượu phạt đi. Con người Diệp Thanh Lam co rụt lại. Tốc độ quá nhanh. Bà chợt phản ứng lại, long mạch ngưng tụ, chuẩn bị liều chết với Thẩm Thiên Quân. Muốn giết tôi, bà đang nghĩ gì thế? Mặt mũi Thẩm Thiên Quân tràn ngập nghiền ngẫm. Hắn ta duỗi tay, đè xuống phía Diệp Thanh Lam. Phụt! Một sức mạnh cực kỳ khủng bố nghiền ép xuống, Diệp Thanh Lam không có sức lực phản kháng. Chấm chấm chấm. Đầu gối bà hung hăng nện xuống sàn gạch, máu me be bét. Đồng thời, một tay Thẩm Thiên Quân tóm lấy long tích của Diệp Thanh Lam, nắm chặt một đầu long mạch. Ầm. Máu tươi bắn tung tóe. Hắn ta cứ thế mạnh mẽ rút long mạch ra khỏi cơ thể Diệp Thanh Lam. A! À. Diệp Thanh Lam kêu lên thảm thiết, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Diệp Bắc Minh nhìn thấy cảnh này thì tức sùi bọt mép mẹ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng, nhóc, đừng nên phân tâm. Hấp thu long mạch trước đã. Đù, đù, đù má. Diệp Bắc Minh gầm nhẹ, còn tiếp tục như vậy nữa, mẹ tôi sẽ chết. Tháp nhỏ, tôi không hấp thu nữa, tôi muốn giết thằng chó này. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng, nhóc, hiện tại là thời khắc mấu chốt, bản tháp không đồng ý. Một sức mạnh ập tới, ngăn cách tất cả cảm giác đối với bên ngoài của Diệp Bắc Minh. Chủ mẫu. Mười sư tỷ đỏ mắt, đang muốn xông lại. Diệp Thanh Lam gầm lên, không được qua đây, bảo vệ Minh Nhi không bị ảnh hưởng. Thân thể mềm mại của mười vị sư tỷ run lên, rồi dừng lại. Thẩm Thiên Quân thở dài một hơi, Diệp Thanh Lam, thiên phú của bà chẳng chênh lệch mấy so với tôi. Tại sao phải lấy chồng sinh con chứ? Nếu như bà nỗ lực tu võ, nói không chừng đã sớm vượt qua tôi. Diệp Thanh Lam quỳ trên mặt đất, gắt gao cắn răng, Thẩm Thiên Quân, cậu đừng hòng tổn thương đến con tôi. Hay, tôi thật sự không muốn. Thẩm Thiên Quân thở dài, vì sao bà nhất định phải ép buộc tôi chứ? Hắn ta nở nụ cười sán lạn, một tay khác bắt lấy long mạch thứ hai của Diệp Thanh Lam, thô bạo rút ra. Long mạch đã mất hết rồi, bà còn cần long tích làm gì? Phế đi thôi. Thẩm Thiên Quân lắc đầu. Một chưởng rơi xuống. Tiếng răng rắc giòn giã vang lên. Long tích của Diệp Thanh Lam đứt gãy. Một cơn đau nhức kịch liệt thấu tận tâm can truyền khắp toàn thân bà, toàn bộ thân thể đều co rút lại. Diệp Thanh Lam biến thành một người tàn phế, thê thảm ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét đầy thê lương vang vọng toàn bộ tổng viện giám sát, các người, tất cả các người, ai ai cũng đáng chết. Gầm gừ. Tiếng rồng ngâm từ trên đỉnh đầu vọng xuống, mọi người đều ngước đầu nhìn. Trước mắt bọn họ, một bóng người giận dữ ngút trời lao nhanh như sao chổi xuống chỗ Thẩm Thiên Quân. Thẩm Thiên Quân lập tức quay đầu lại. Rầm. Ngực hắn ta đau đớn, bay phát ra ngoài, trên đường bay hắn ta thấy một gương mặt cực kỳ phẫn nộ. Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc này lại lao ra từ trong long mạch ư. Thẩm Thiên Quân vừa bất ngờ vừa khiếp sợ, không thể nào, sao cậu ta có thể tổn thương mình. Đùng, 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 đùng. Thẩm Thiên Quân rơi xuống đất, một đòn buộc phải lùi về sau 7 bước. Mỗi một bước của hắn ta đều để lại một dấu chân to tướng trên mặt đất. Rầm. Tên này có thể đánh lui Thẩm Thiên Quân ư. Ánh mắt bọn Vạn Huyết Kiếm Chủ, Phó Thương Long, Huyết Thí Thiên, Quỷ Mẫu Bạch Liên và Phu Nhân Hợp Hoan đều đổ dồn vào người Diệp Bắc Minh. Trong mắt họ là sự kinh ngạc xưa nay chưa từng có. Mẹ! Diệp Bắc Minh đi tới bên cạnh Diệp Thanh Lam, đôi mắt anh đỏ ngầu. Chủ mẫu! Mười vị sư tỷ chạy lại đây. Chủ nhân! Anh Diệp!
Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên, Hầu Tử và Trần Lê Y cũng chạy tới. Sắc mặt Lạc Khuynh Thành khó coi, Long Tích bị phế, cột sống của chủ mẫu đã hóa thành bột phấn rồi. Làm sao đây, sự sống của chủ mẫu mỏng manh lắm. Tiểu sư đệ, ở chỗ chỉ có đan dược giữ mạng, mau đút cho chủ mẫu ăn đi. Tiểu sư đệ, mau dùng quỷ môn thập tam châm. Các sư tỷ vô cùng lo lắng. Đan dược và quỷ môn thập tam châm đều xuất thủ. Vết thương của Diệp Thanh Lam vẫn chưa chuyển biến tốt, sắc mặt lại càng tái hơn. Sự sống của bà như ngọn dầu hỏa trước cơn gió mạnh, có thể tắt bất cứ lúc nào. Có chuyện gì thế? Diệp Bắc Minh gầm nhẹ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, nhóc con, trước kia khi mẹ cậu sinh cậu đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Sau khi sinh hạ cậu lại mất nửa cái mạng. Lần trước khi bà trúng kiếm ý, tuy đã chữa trị trong long trì nhưng vẫn để lại di chứng. Hôm nay, bà lại thiêu đốt sinh mệnh mình không tiếc tự bạo long mạch để giết địch. Sau đó long mạch trên người lại bị người ta rút thẳng ra ngoài, đánh nát long tích. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói liền một mạch rồi trầm mặc một lát. Đừng nói là bà mà cho dù là cậu. Cậu có thể chịu đựng đến tận bây giờ không? Sinh mệnh của bà đã cạn kiệt rồi. Mũi Diệp Bắc Minh hơi cay, giọng run run, mẹ. Anh ôm chặt lấy Diệp Thanh Lam. Hơi thở của bà mong manh, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thở dài, phái nữ vốn yếu đuối nhưng làm mẹ mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nhóc con, lần này bổn tháp hết cách rồi. Diệp Bắc Minh phẫn nộ gào lên, tôi không tin. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, địch mợ tôi không tin ông hết cách. Chắc chắn ông có cách nào đó, ông là Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không gì không làm được mà. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc không nói một lời. Lát sau, giọng tháp lại vang lên, nhóc con, bổn tháp có cách, nhưng mà. Không có nhưng mà. Diệp Bắc Minh cắn răng nói, mẹ tôi đã làm cho tôi quá nhiều, nếu không thể cứu mẹ mình thì tôi tập võ để làm gì nữa. Tôi cần Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ông làm gì? Tháp nhỏ, nếu không thể cứu mẹ mình, cả đời này tôi không thể nào tha thứ cho bản thân được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp, nhóc à, cậu nghĩ hay lắm. Cậu muốn cứu mẹ thì chỉ có một cách, đó là hiến tế tinh huyết của chính mình. Sự sống của cậu dồi dào sung túc, thiên phú còn vô cùng đáng sợ. Hơn nữa cậu còn hấp thụ long huyết, còn có huyết mạch ma tộc nữa. Số mệnh của chính cậu cũng cực kỳ nghịch thiên, lấy tinh huyết của cậu dung nhập vào trong cơ thể của mẹ cậu. Có thể giữ mạng. Diệp Bắc Minh vui vẻ nói, được. Anh định ra tay cắt máu của mình để cứu người. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục quát, từ đã. Nhóc à, cậu không biết hao tổn tinh huyết sẽ gây ra việc gì ư? Thiên phú của cậu, cảnh giới của cậu sẽ bị phế đó. Sau này, có lẽ cậu sẽ không bao giờ tu võ được nữa. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không cần nói nữa, tôi đồng ý. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục sửng sốt, tại sao? Cậu sẽ thành kẻ tàn phế đấy. Diệp Bắc Minh mỉm cười nói, tháp nhỏ, mẹ tôi đã từng là thiên kiêu chi nữ mở ra long tích. Bà biết rõ rằng sau khi sinh hạ tôi sẽ bị phế thiên phú. Ông đoán xem tại sao mẹ tôi vẫn sinh hạ tôi ra. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc. Một lúc lâu sau ông ta mới hỏi, tại sao? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lại càng kiên định hơn, tháp nhỏ, ông không hiểu đâu. Ông là linh hồn của tháp, không phải là người, nên vĩnh viễn ông cũng không hiểu được. Nghe vậy, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục run rẩy kịch liệt, tôi là hồn của tháp ư. Tôi không phải là người ư. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh nở một nụ cười dịu dàng, mẹ, con sẽ không để mẹ chết đâu. Mẹ đã ban cho con sinh mệnh này, giờ đây đã đến lúc con báo ân lại cho mẹ rồi. Dầm. Mọi người kinh ngạc phát hiện trên người Diệp Bắc Minh phủ đầy làn xương máu. Màn xương máu ấy ngưng tụ rồi chui vào trong cơ thể Diệp Thanh Lam. Thiên Nhận Băng hoảng sợ, tiểu sư đệ, đệ định làm gì thế? Tiểu Độc Tiên bật thốt, không ổn, tiểu sư đệ dùng chính tinh huyết của mình để cứu chủ mẫu. Cái gì? Mọi người ngơ ngác. Mắt Hầu Tử đỏ bừng, khốn nạn, tuy rằng tôi tu võ chưa được bao năm. Nhưng cũng biết tinh huyết chẳng khác nào tính mạng của người tu võ.
Nếu anh Diệp đưa tinh huyết cho dì Diệp, vậy chẳng phải anh Diệp sẽ... Chủ nhân. Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên và Trần Lê Y đau xót. Tất cả đều ngỡ ngàng. Tiểu sư đệ, dừng tay. Lạc Khuynh Thành quát khẽ, em tự phế bản thân như vậy à? 10 vị sư tỷ ra tay ngăn cản Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh hét lên, tất cả đều tránh ra cho tôi. Một luồng ma khí cuồn cuộn trào dâng đẩy mọi người ra xa. Đằng xa, có người đã chú ý tới ồn ào bên này rồi. Vương Bình An, Hòa Côn Luân, Vương Chỉ Giao, Đạm Đài U Nguyệt. Thiên Vũ Tông, tám gia tộc thần huyết, Kiếm Tông, Quỷ Sát Môn. Lão Tổ Đế Tộc, Đế Giang, Đế Khuyết, Đế Khởi La. Và các thế lực khác ở Đại Lục Huyết Thiên, Đại Lục Trung Thiên, Đại Lục Linh La và Đại Lục Linh Cốt đều nhìn qua. Cái gì, cậu ta định dùng mạng của mình để đổi mạng của mẹ mình ư? Tên sát thần ấy lại hiếu thảo vậy sao? Tên giết người không chớp mắt này lại chẳng phải kẻ máu lạnh à? Nếu đổi lại là bản thân chúng ta có hy sinh mạng của bản thân để cứu mẹ mình không? Vô số người xúc động không dám nhìn nhận thẳng thắn vấn đề này. Thậm chí có người còn ứa nước mắt. Vạn huyết kiếm chủ hơi hoảng hốt. Phó Thương Long nhướng mày, im lặng không nói lời nào. Huyết Thí Thiên cười dữ tợn, là do tên nhãi này ngu ngốc, mẹ cậu ta vốn là đồ vô dụng rồi. Cứ để mẹ mình chết là được, cần gì phải cứu chứ? Hu hu hu, Huyết Thí Thiên ông thật máu lạnh. Phu nhân Hợp Hoan làm bộ đa sầu đa cảm, tôi đây đã bị cậu ta làm cảm động rồi, cậu Thẩm này, hay là cậu tha cho cậu ta một mạng đi. Tôi sẽ cho cậu ta làm con nuôi của mình, cả đời hầu hạ tôi. Huyết Thí Thiên lạnh run, tôi nhớ rõ vài đứa con nuôi bà nhận trước kia, cuối cùng đều bị công pháp của bà hút khô rồi nhỉ. Thẩm Thiên Quân lạnh lùng nói, ha ha ha, tôi chưa từng để cậu ta vào mặt, vậy tại sao phải tha cho cậu ta một mạng chứ? Các người muốn làm gì thì làm, mục tiêu của tôi trước giờ đều không phải là cậu ta. Hắn ta không thèm đếm xỉa tới Diệp Bắc Minh nữa. Hắn ta chuyển mắt nhìn về bầu trời cao trăm mét kia. Sau khi Diệp Bắc Minh tách những long mạch còn thừa, những long mạch ấy lại thành vật vô chủ. Soạt. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về hai mươi mấy long mạch trên bầu trời kia. Ngay sau đó, Thẩm Thiên Quân bước ra nhảy vào trong long mạch. Dưới ánh mắt của vô số người, long tích sau lưng hắn ta sáng rực rỡ, rồi hút long mạch vào trong long tích. Một bên khác, tinh huyết của Diệp Bắc Minh giảm nhanh như gió thổi. Diệp Thanh Lam mở to mắt, Minh Nhi. Mẹ tỉnh rồi. Diệp Bắc Minh rất kích động. Anh có thể cảm nhận được sự sống của mẹ mình đang dần khôi phục. Diệp Thanh Lam cũng phát hiện Diệp Bắc Minh dùng tinh huyết để cứu mình. Bà biến sắc, Minh Nhi, con đang làm gì thế? Mau dừng tay lại. Ánh mắt Diệp Bắc Minh rất kiên định, anh im lặng không nói lời nào. Diệp Bắc Minh tiếp tục chuyển tinh huyết của mình vào trong cơ thể Diệp Thanh Lam. Huyết mạch của anh rất nghịch thiên nên tình trạng của bà nhanh chóng khôi phục lại. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang vọng không dứt tiếng rồng ngâm. Một con. Hai con. Ba con. Chấm chấm chấm. Bảy con. Tám con. Chấm chấm chấm. Mười con. Mười một con. Mười hai con. Mười ba con. Lúc này, khí tức Thẩm Thiên Quân quay cuồng. 13 long mạch đã bị Thẩm Thiên Quân hấp thu trong một lần. Một luồng khí tức cuồn cuộn bùng nổ. Khí thế của Thẩm Thiên Quân như nước lũ vỡ đê, nó tăng vọt không ngừng nghỉ. Vào thời khắc đó, khí thế Thẩm Thiên Quân càng lúc càng dồi dào. Khí thế ấy mau chóng phá vỡ điểm giới hạn của hắn ta. Ôi! Vạn huyết kiếm chủ kinh hãi, Thẩm Thiên Quân đột phá rồi. Phó Thương Long trừng to mắt, cảnh giới địa huyền, hắn ta đã đột phá từ cảnh giới chân huyền đến cảnh giới địa huyền rồi. Cảnh giới chân huyền, cảnh giới địa huyền. Hàng trăm nghìn người tu võ ở đây ngơ ngác. 90% người ở đây chưa từng nghe nói về cảnh giới đó. Chỉ có một vài lão quái vật khiếp sợ. Huyết Thí Thiên nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Quân, còn chưa xong đâu, hắn còn hấp thụ nữa.
Gầm gừ, trên bầu trời, long mạch thét gào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.